cho em hứa miếng ké đi, mình cùng chia sẻ. Vâng, dừa bảy tầng rất là tuyệt vời, nước rất là ngọt. Wow, tầng lễ, tầng lễ, tầng lễ, tầng lễ rất là tuyệt vời, nước rất là ngọt, cái cũng rất là ngon. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao dừa trồng ở khu này ngon đến mức độ như vậy. Có cái muỗng không nhỉ? Vẫn là một bí mật. Dừa tuần lễ rất là đặc biệt, không thể cưỡng lại rất cảm giác này. Hãy thưởng thức ngay dừa tuần lễ, rất đặc biệt, rất đặc biệt. Dừa tuần lễ thật là tuyệt vời, rất là ngọt và các bạn không thể chần chừ cơ hội để chờ đợi thêm lần nữa. Thực sự mà nói đừng để làm mất mình mất thời gian đang thưởng thức dừa tuần lễ, nó không kìm hãm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời đã. Không nào kìm hãm được.